Sáng ngày 27 tháng 3, tại thị trấn Đồng Lê, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Lễ phát động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ Viết bài Thể dục và Sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Thông qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sau lễ phát động, đã có gần 1.000 người gồm cán bộ, công chức, viên chức, cả cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê đã cùng tham gia chạy hơn 2 km trên các tuyến đường nội thị thị trấn. Được biết, trong sáng ngày 27 tháng 3, đã có gần 10.000 người trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi.